Vì á, bình thường là ba em là 7 giờ mới đi làm, mà sao ngày hôm đó không biết làm sao á, thì lại gọi điện thoại cho hai đứa kêu là sáng nay ba có việc gấp, 4 giờ là đã phải đi làm rồi, nên là thôi đưa chìa khóa cho hai đứa thì hai đứa cứ vô nhà rồi ngủ thêm, rồi sáng ngày hôm sau đi sáng là còn đi chơi. Thì vừa mới bước vào phòng một cái thì anh này kêu em tranh thủ với tranh thủ, tại vì chắc là anh cũng biết là tối là sẽ ngủ chung với ba rồi, nên là không biết là tranh thủ em ơi. Thì sau khi xong xuôi hết rồi thì em lại kiểm tra điện thoại thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ, sợ quá mở lên coi thì thấy ba gọi. Em mới gọi điện thoại lại, ba gọi con có chuyện gì không? Ba kêu chứ nãy giờ sao tao gọi điện thoại cho mày mày không bắt máy. Thì em mới nói dạ con đánh răng nên tao có dám nói gì đâu. Dạ sau đó 2 tháng thì mẹ em có gọi điện thoại cho ba để mà nói là anh ơi về chuẩn bị tổ chức cái đám cưới. Thì ba em mới nói là cái sáng hôm đó đúng không? Ba biết lý do luôn rồi. Ba biết luôn rồi đó. Lỗi tại tôi mọi đàn á, lỗi tại ba đó. Phải đâu, nhiều khi ba tạo điều kiện đó. Đó. Nhưng mà sau cái đêm đó là cách nhau 1 tháng 2 tháng là bác sĩ báo cưới đúng không? Đó. Ban đầu dự định vợ chồng em cuối năm khoảng tháng 11 mới cưới. Nhưng mà do có tin vui đó cho nên là lại đẩy cái kế hoạch lên sớm hơn. Và sau khi đám cưới thì là hai em là ở đâu? Dạ. Ở bên chồng hay bên vợ? Dạ sau khi đám cưới xong thì em ở nhà chồng ạ. Cuộc sống nó có thuận hòa không? Dạ thì thời gian đầu thì do khác biệt về suy nghĩ, về cách sống rồi về cách cư xử. Tại vì em còn nhỏ chuyển từ một cái môi trường khác nên là chưa có nhập gia tùy tục được, nên là nó sẽ có không thể thoát khỏi những cái tranh cãi. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và toàn thể khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Kiều Hà Trang, năm nay em 29 tuổi, em đến từ thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa. Nghề nghiệp của em hiện tại là kế toán tại Vinpearl Nha Trang. Ôi ôi. Ồ, vậy hả? Có nghĩa là mới từ Nha Trang vô đây luôn. Ừ. Dạ. Wow. Xin cảm ơn hai em nha. Rồi, mời em. Chào hai anh chị. Dạ, em tên là Lê Văn Hòa, nghề nghiệp hiện tại là kỹ sư công nghệ của nhà máy bia. Hòa năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em thì cũng bằng tuổi của vợ là 29 tuổi. 29 dạ. Dạ. Rồi bây giờ bắt đầu cho anh biết hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu, và lần đầu tiên em gặp anh ấy em có ấn tượng gì về anh không? Dạ lần đầu tiên em gặp chồng của em bây giờ là tại một đám giỗ của nhà dì em. Thì em là cháu của dì, còn anh là cháu của dượng, thì giống như là cháu ông gặp cháu bà. Cháu ông gặp cháu bà, dạ. Đúng rồi. Thì trong suốt cái bữa ăn thì em cũng không để ý nhiều. Nhưng mà sau khi ăn xong thì anh họ của em có mời hai đứa là thôi đi uống cà phê. Thì trong cái bữa cà phê đó thì mới ngồi nói chuyện với nhau và xin số điện thoại của nhau. Thì ấn tượng ban đầu của em về chồng của em là một người rất là nhẹ nhàng, vui tính, cởi mở. Đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó là em 24 tuổi. 24 tuổi. Dạ. Là 5 năm trước rồi. Dạ đúng rồi ạ. Wow. Còn em sao? Dạ, nói chung là tiếng của vợ em thì em biết từ lâu rồi. Nhưng mà đó là lần đầu tiên mới gặp mặt. Thì, nhưng mà gặp mặt rồi thì thấy sao? Thì hồi đó vợ em cũng khá là mi nhon, cũng nhìn rất là dễ thương. Em có nghe bên gia đình của mình quảng cáo gì về ảnh không? Dạ có, tại vì dì em thì hay nói về anh chồng em. Tại vì hồi đó là bọn em là cùng học một khóa, dì có hay nói ví dụ như thi chuyển cấp hoặc là thi đại học thì dì có hay nhắc đến là là anh này học giỏi, ảnh là ảnh học đại học thành phố chứ không phải là học ở tại Nha Trang như em. Rồi là chồng giỏi đó đúng không? Chồng là một người giỏi, chắc là cái đó cũng là một cái ấn tượng đối với em đúng không? Dạ. Sau đó em có chủ động coi như nhắn tin hay là gọi điện thoại gì cho cô gái này không? Nói đúng là cua đó em. Do ấn tượng đầu tiên là khá là mạnh mẽ cho nên em chủ động tấn công vợ em luôn. Bằng cách nào? Dạ thì có số điện thoại rồi, ngày hôm sau là tụi em rủ đi uống cà phê. Dạ thì tiếp sau đó nữa thì em có rủ vợ em tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh. Chà, đi học như vậy là chắc có rất là nhiều thời gian để tiếp cận với nhau đúng không? Và càng ngày cái tình cảm nó càng khăng khít với nhau đúng không em? Mà vấn đề là học chung rồi có lo học không? Dạ học một tuần xong bỏ học luôn. Thấy chưa? Tôi rành quá. Mới có động từ tôi quơ là nghỉ học không rồi, có đúng không? Yêu đương nó ngộ lắm, nó cứ thất thỏm rồi trái tim rồi đập rộn ràng lạc nhịp rồi không có vô được một cái tiếng nước ngoài nữa. Rồi lần đầu tiên em tỏ tình với cô bạn gái này là ở trong lớp học hay là ở đâu? Thì thành phố biển mà anh, cho nên vợ chồng em là hay đi ra biển. Tỏ tình ở biển. Dạ. Sao ảnh lãng mạn? Dạ ngày hôm đó thì anh cũng có hẹn em là tối nay mình ra bờ biển để mà đi dạo nói chuyện. Thì em cũng không ngờ là anh đã chuẩn bị một cái bánh kem, và ở trên đó thì có ghi là kỷ niệm 1 tháng quen nhau.
Thì anh cũng chắc em ra biển đặt bánh kem xuống, thì anh có nói là ngày hôm nay là tròn một tháng mình quen nhau, thì em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Wow. Rồi sao nữa? Dạ thì lúc đó thì em cũng đồng ý. Rồi có lén hung tay, hung tay, hung chân, hung má gì không? Dạ lúc đó thì chỉ nắm tay thôi ạ. Nắm tay rồi không có tận dụng thơm một cái. Thường á là người ta mỗi lần mà tỏ tình kiểu đó là nắm tay nè, nhìn xoáy vào mắt nhau nè, và có thể nếu mà đứa nào mà nhát á là sẽ là hung má thôi. Đúng đó, cái buổi đó là không có hung, chứ cái nụ hôn đầu tiên là cách cái ngày hôm đó là bao xa? Dạ chắc cũng khoảng một tháng sau. Đúng, một tháng sau luôn hả? Dạ thì cũng là hai vợ chồng đi chơi biển với nhau. Lúc đầu thì đi dạo dọc bờ biển, bình thường thì anh lại kéo tay em lại, thì em cũng hơi giật mình, nhưng mà lúc sau thì anh chủ động anh hôn em. Sao hả? Cái nụ hôn đó chuẩn bị từ bao lâu? 2 tháng luôn. Coi như là ém lại trong 2 tháng luôn, đúng không? Thì mình cũng phải đi từng bước một. Cầm tay trước, khi mà thấy đối phương không phản ứng gì là mình mới tiến tới hôn. Nhưng mà cái cảm nhận của cái nụ hôn đầu tiên đó như thế nào? Dạ, phê. Mặn mà, không có trên biển mà phải mặn mòi. Coi như khi đó là không còn nghe được tiếng sóng biển luôn. Còn em thì sao? Em thì em cảm thấy có một chút sao xuyến, thì cũng phê. Rồi như vậy là tình yêu chấm nở đó, chấm nở rồi. Nhau rồi. Dạ. Rồi có thường xuyên có những chuyến đi chơi xa để tận hưởng không? Dạ thật ra thì cả gia đình em và gia đình chồng em đều là người Nha Trang, đều là có nhà ở Nha Trang, mà mẹ em thì rất là hạn chế cái việc mà đi chơi xa. Lúc mà tròn một năm kỷ niệm ngày gặp nhau thì bọn em là có một cái cơ hội là được đi Vũng Tàu chung. Em thì là đi thăm ba em ở Vũng Tàu, tại vì ba em chuyển công tác ở Vũng Tàu. Còn chồng em thì là đi ở đám cưới một ông anh họ. Thì là cùng có một cơ hội là đều đi Vũng Tàu với nhau. Rồi là cơ hội trời cho. Rồi em kể tiếp đi. Sáng hôm đó coi như tụi em cũng đi xe từ buổi tối, xong rồi sáng hôm sau là tới phòng. Hồi đó là ba vợ em mới làm ở đây cho nên có phòng trọ thôi. Thì mới giao chìa khóa cho hai đứa thì tranh thủ. Thì người ta giao chìa khóa phòng trọ còn hỏi rồi sao nữa. Ê, có nghĩa là tranh thủ lúc ba đi làm là sáng là có hai đứa đúng không? Tại vì á bình thường là ba em là 7 giờ mới đi làm, mà sao ngày hôm đó không biết làm sao thì lại gọi điện thoại cho hai đứa kêu là sáng nay ba có việc gấp, 4 giờ là đã phải đi làm rồi, nên là thôi đưa chìa khóa cho hai đứa, thì hai đứa cứ vô nhà rồi ngủ thêm, rồi sáng ngày hôm sau đi, sáng là còn đi chơi. Thì vừa mới bước vào phòng một cái thì anh này cứ em tranh thủ với tranh thủ, tại vì chắc là anh cũng biết là tối là sẽ ngủ chung với ba rồi, nên là không biết là nên là tranh thủ em ơi. Thì sau khi xong xuôi hết rồi thì em lại kiểm tra điện thoại thì thấy có 2 cuộc gọi nhỡ, sợ quá mở lên coi thì thấy ba gọi. Em mới gọi điện thoại lại, ba gọi con có chuyện gì không? Ba kêu chứ nãy giờ sao tao gọi điện thoại cho mày không bắt máy. Thì em mới nói dạ con đánh răng nên tao có dám nói gì đâu. Dạ sau đó 2 tháng thì mẹ em có gọi điện thoại cho ba để mà nói là anh ơi về chuẩn bị tổ chức cái đám cưới. Thì ba em mới nói là cái sáng hôm đó đúng không? Ta biết lý do luôn rồi, ba biết luôn rồi đó. Lỗi tại tôi mọi đàn á, lỗi tại ba đó. Phải đâu, nhiều khi ba tạo điều kiện đó. Nhưng mà sau cái đêm đó là cách nhau 1 tháng 2 tháng là bác sĩ bảo cưới đúng không? Đó, ban đầu dự định là vợ chồng em cuối năm khoảng tháng 11 mới cưới, nhưng mà do có tin vui đó cho nên là lại đẩy cái kế hoạch lên sớm hơn. Và sau khi đám cưới thì là hai em là ở đâu? Dạ. Ở bên chồng hay bên vợ? Dạ sau khi đám cưới xong thì em ở nhà chồng ạ. Cuộc sống nó có thuận hòa không? Dạ thì thời gian đầu thì do khác biệt về suy nghĩ, về cách sống, rồi về cách cư xử. Tại vì em còn nhỏ, chuyển từ một cái môi trường khác nên là chưa có nhập gia tùy tục được, nên là nó sẽ có không thể thoát khỏi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn trong cuộc sống. Trong khoảng 2 năm ở chung thì bọn em bắt đầu chuyển ra ở riêng. Nhưng mà em mâu thuẫn là mâu thuẫn với mẹ hay với ba hay với chị hay với cô hay với gì? Dạ thực tế thì là anh chồng em không có ở chung với ba mẹ chồng mà ở chung với cô chồng. Em và cô lại không có hợp nha. Dạ đúng rồi ạ. Rồi lúc đó em sao? Em rối dữ lắm đúng không? Dạ. Nói chung là mình đứng kẹp giữa hai người, nó không biết chọn, không biết xử lý sao á. Nói chung khi đó thì mình chỉ biết chạy ra ngoài thôi. Lúc đó thì không quyết định được. Thì chạy ra ngoài suy nghĩ thì mới quyết định là thôi thì đang nếu vậy vì hai vợ chồng mình xin ra ở riêng. Dạ. Vậy thì ra ở riêng trong lúc đó là hai vợ chồng và thêm đứa con. Dạ. Đúng không? Thì chắc chắn là ra riêng tự lập
là có vô vàn những khó khăn. Vừa khó khăn mà vừa nghĩa là vỡ hòa về nhau luôn, đúng không? Đúng bắt không? Đầu cá tính bắt đầu mới xuất hiện. Dạ, thì sau khi mà ra ở riêng á, tất nhiên là nó sẽ có xuất hiện những cái tật xấu, nhưng mà đồng thời á thì em cũng nhận ra rằng là nhờ có cái khoảng thời gian khó khăn trước đây mà khi mà mình ra được ở riêng rồi á thì em cảm giác là chồng em mang tính chất là tự lập hơn, giúp đỡ phụ việc cho vợ hoặc là chăm con, thì những cái đó thì em cảm thấy nó là một cái điều rất là đáng quý. Nhưng mà đồng thời thì loài ra một số tính xấu, ví dụ dạ, đúng rồi ạ. Anh rất là nghiện điện thoại, cực kỳ nghiện điện thoại. Một ngày có 24 giờ thì anh có thể là cầm điện thoại đến 15 tiếng, bấm game hay là vô Facebook. Dạ cả hai. Có những khi mà đang nằm ngủ thì anh bật dậy anh cũng cầm cái điện thoại lên anh lướt cái xong rồi lại đi ngủ tiếp. Có chơi với con không? Dạ chơi với con thì chơi, nhưng mà ví dụ như con chạy lăng quăng thì ba cũng lại cầm cái điện thoại lên ba coi tiếp. Rồi nè, chồng em làm ở hãng bia. Dạ đúng vậy rồi. Vậy chồng em có mê bia không? Dạ anh rất là ghiền nhậu, cực kỳ ghiền nhậu luôn, nên là cái mà ghiền bia hay ghiền rượu? Dạ ghiền bia, tại vì anh làm bia, nhà máy bia. Cái đô của chồng em là nhiêu? Dạ chắc là khoảng từ 12 đến 15 chai. Ít dữ. Dữ à. Do công việc á, có mình được tăng cái khả năng lên, từ từ lên. Còn tật xấu gì không? Ảnh ở dơ với lại lôi thôi luộm thuộm. Ví dụ như đi làm về cái đôi tóc đó, anh có thể anh vứt đó 3 ngày, 5 ngày. Em thì em cố tình em để đó luôn để cho anh tự xử. Nhưng mà không, anh không làm. Rốt cuộc em vẫn phải làm. Dạ. Rồi một cái tật xấu cuối cùng là ảnh tật xấu là về ngủ. Như người ta thì người ta hay ngáy, nhưng mà ảnh thì ảnh cứ rên rên trong cái cuốn họng á. Rên dạ, cứ rên. Tức là có nhiều người ngủ ngáy khác nha, mà ngủ rên là khác nữa, rồi còn nghiến răng là khác nữa. Mỗi người mỗi tập. Dạ. Ảnh cứ trong cái cuốn họng á, cảm giác rất khó chịu. Em ghi âm lại á cho anh nghe. Dạ nghe. Không, nhiều khi em bực quá em vã một phát cây miệng phải là anh tỉnh vậy. Đào luôn hồn luôn, mất hồn định mộng luôn anh. Rồi có thường xuyên tập thể dục thể thao gì không? Ảnh làm biến tập thể dục lắm, nên là ảnh tăng, từ khi anh lấy em ảnh tăng 20 kg. Mỗi lần cứ kêu là anh đi tập gym đây, nhưng mà chờ miết không thấy. Rồi bây giờ tới em đó Hòa, vợ em có tật xấu gì không? Tật xấu của vợ em thì ví dụ là lúc em đang trên đường đi làm, chưa kiểm tra điện thoại, cái lúc vừa lên nhà máy mở điện thoại ra thấy một list danh sách những việc vợ yêu cầu chồng làm sau khi đi làm về. Ví dụ như cái công việc nào? Dạ ví dụ như là đi chợ chẳng hạn, như vậy em kêu mua 7.000 bún chẳng hạn, nhưng mà em mua thường thì em hay mua nhiều hơn một xíu, tại vì cái bụng em cũng hơi lớn, em mua 10.000 cái. Về vợ em nhìn vô quá là biết liền, sau dặn có 7.000 sau em là cằn nhằn đó, cằn nhằn liền đúng không? Rồi dọn dẹp nhà cửa thì tính em cũng hay bừa bộn, cho nên cứ khi nào đi ra là vợ cứ nhắn là phải thì đó. Nhưng mà chị hỏi nè, em viết như vậy nhưng mà chồng em có bao giờ làm hết cái danh sách mà em yêu cầu không? Dạ chị hay là được 70-80% thôi. Trời vậy là hay lắm rồi. Quá hay. Một cái list bự lớn mà làm 70-80 là quá hay rồi. Dạ. Chứ còn có những người á, viết em viết kệ em, ông không làm kệ ông. Vậy nhiều khi trả lời là quên đọc. Rồi còn gì nữa nè, tật xấu gì nữa không? Tật xấu nữa là hay móc ruột em, móc ruột ví của em. À. Tại vì tính của em là bao nhiêu tiền trong ví là em hay gấp lộn xộn lại không để ý, nhưng mà đến khi mở ví ra mà thấy nó ngăn nắp từng một là biết ngay có người móc ruột. Là có người móc ruột, rút nhưng, ruột đúng rút không? Ruột. Nhưng mà có rút không? Dạ sắp có, chắc có chứ. Công lao người ta sắp xếp gọn gàng, tiền nào ra tiền đó. Cho nên em không thích chơi. Cái ví của em được gọn gàng, cứ thích nó lộn xộn tí, nhưng mà an toàn, nó an toàn hơn là. Có gì nữa nè? Dạ, lúc ngủ thì em thì thích ngủ một cách nhẹ nhàng, nhưng mà vợ em thì hay gác rồi ôm, mà những cái đó thì em lại không thích. Là em hay thường hất ra. Dạ còn một cái tật nữa là vợ em hay la mắng chồng con quá. Mà la mắng có khách không hay dạ. là không có khách, nhưng mà la mắng kín mới nguy hiểm anh. Ví dụ như vợ em hay la em về cái gì nhất chắc thì... là cái đôi vớ ông để vậy phải không? Dạ, đúng rồi. Xong quan tùm lum vậy nè đúng không? Dạ cũng cờ đó. Sao cầm điện thoại hoài vậy? Sao không cầm tay tôi? Nhiều lần còn bắt con cầm điện thoại của ba quăng vào xô nước. Trời ơi. Rồi bây giờ Hòa muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ vợ em thay đổi là thứ nhất là bớt la mắng chồng con đi. Thì bây giờ ở gọn gàng xíu đi, người ta không la đúng không? Buông điện thoại rồi ra. Rồi bớt nghiền điện thoại đi thì người ta không la đúng không? Bây giờ em mong muốn Hòa thay đổi điều gì? Dạ thì em mong muốn ảnh là bớt cầm điện thoại lại. Tại vì con nó cũng lớn rồi, mình cũng cần phải dạy nó học. Thì trong thời gian dạy nó học thì không thể nào mà vừa cầm điện thoại nó không nghe. Rồi ảnh bớt nhậu lại. Mặc dù là anh có sức khỏe thật, nhưng mà về lâu về dài thì nó không có tốt. Hiện tại thì em thấy là cuộc sống của bọn em bây giờ thì ảnh đã rất là chu toàn rồi. Mong anh rồi cứ phát huy thêm.
Thực ra bây giờ người ta làm hãng bia cho nên người ta cũng không thể nào người ta không nhậu được. Nhưng mà em chỉ nói nghe nè, nếu mà bia mà mình đúng uống mà đúng liều lượng á là rất tốt luôn á, nhưng mà uống quá thì là cái gì cũng vậy đó, cái gì quá đều là không tốt hết trơn á. Cảm ơn hai vợ chồng em là từ Khánh Hòa vào đây tham gia Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai vợ chồng đến một phần rất là hấp dẫn nghe, bốc thăm may mắn đó. Mời hai em đến với phần hấp dẫn này. Kính thưa quý vị,